Khám phá tủ đồ skincare của hot tiktoker kiêm MC truyền hình. Và nhân vật hôm nay mình khám phá rất xinh, rất thanh lịch. Đó chính là MC Mai Anh ở đài truyền hình Quốc phòng. Và chị cũng là chủ kênh chị em thanh lịch đang rất hot đó mọi người ơi. Ban đầu lúc mà gặp chị Mai Anh ấy, mình luôn thắc mắc là tại sao chị hay phải trang điểm đậm để lên hình. Thế nhưng mà ra chị lúc nào cũng đẹp, trời ơi đẹp lắm. Và nói thật là mình cũng nghĩ là chị sẽ phải skincare kinh khủng lắm cơ. Nhưng mà không mọi người ạ, nhìn nhá. Chị không biết có làm em thất vọng không nữa bởi vì chị bị đơn giản quá ấy. Đây này, nếu mà buổi tối chị chỉ dùng mặt nạ ngủ thôi hoặc là một loại kem cấp ẩm. Đấy chị. À, cái này em dùng. Hết. Em cũng dùng cái này đúng không? Em dùng cái này. Cái này chị mua được đi Hàn. Da của chị là da gì ạ? Hỗn hợp thêm dầu à? Ôi cái này chị đẹp quá luôn đấy. Chọn miếng đi. Chọn miếng. Chọn miếng là chị đẹp quá. Cái mặt nạ ngủ này thì ok, gần như ngày nào cũng dùng. Ngày nào cũng dùng. Đấy thế thôi. Hết rồi đấy. Ôi. Kiên kê thế thôi. Đâu. Đấy không phải. Đấy nữa. À cái này là để cho lưng. Để cho lưng. Để đỡ một lưng. Ờ đúng. Mình là giới thiệu đồ skincare hết rồi đấy. Chị em vẫn thấy vẫn chưa hết đâu, trên tay chị ấy. Đây hả? Vâng. Này. Chai serum quốc dân mà được rất nhiều người khen ngợi đấy. Trong hơi bụi rồi, lâu rồi không dùng hay sao ấy, mình có thật sử dụng không? Cái này cũng không làm vui vui mà có thời gian thì chị dùng thôi. Ôi thế ra mà chị quá trộm vía luôn. Bí quyết nào mà khiến chị make up liên tục như thế mà ra chị vẫn đẹp? Đường lên hình mọi người sẽ phải make up ý, kiểu phải có rất là nhiều lớp. Nhưng mà chị thì thường nhá, là chị sẽ ban xin make up là anh ơi chị ơi, em chỉ dùng kem chống nắng thôi. Sau này có một tí kem cho khuyết điểm ở vọng mắt hay là ở mũi. Mà sẽ nhấn vào mắt với môi. Đúng rồi, đúng rồi. À, thì chị sẽ hạn chế là đắp ít lớp nhất có thể lên trên mặt của mình. Anh nghĩ là chị rất quan trọng vào việc tẩy trang ấy. MC. Đúng rồi, tại vì da không thể nào mà khỏe được đúng không? Nếu như mà tẩy trang chưa sạch xong rồi mình đắp một đống skincare lên thì thà là mình tẩy trang sạch xong rồi mình bôi một hai lớp thôi. Đúng ạ. Chị nghĩ thế. Còn đây là tẩy trang bài đồ má quốc dân. Cái này thì chắc là nhiều người dùng rồi này. Nhiều người dùng, sữa mặt em đang thấy là có SVA. Là SVA đây đúng không? Đúng rồi, loại này thì cũng gần hết rồi. Và đó là tất cả những bí quyết để có một làn da đẹp của MC truyền hình đó mọi người. Rất đơn giản thôi, tẩy trang rồi mặt thật sạch. Sau đó không quên cấp ẩm và đắp mặt nạ ngủ hàng ngày. Thế là đã có một làn da vừa đẹp vừa khỏe giống MC truyền hình rồi đấy.